Vịnh Lan Hạ ở Cát Bà, Hải Phòng, phong cảnh hoang sơ, đẹp tự nhiên thật khó đâu sánh được. Những bãi cát mềm mại trải giữa hai núi đá, biển lặng và sóng nhẹ thực sự là những bãi tắm lý tưởng cho du khách. Gần 400 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều hình thù đều được phủ đầy cây xanh. Một trong những điểm đến trên hành trình này phải kể tới Việt Hải, làng chài nhỏ nằm sâu trong vườn quốc gia Cát Bà. Việt Hải được mệnh danh đảo trong đảo vì nằm lọt thỏm giữa biển khơi, được những cánh rừng già và núi đá bao bọc. Cách thị trấn du lịch Cát Bà hơn 10 km để đến được làng Việt Hải, du khách chỉ có thể xuất phát từ bến Mèo ở thị trấn rồi đi tàu băng qua Vịnh Lan Hạ hoặc chọn cách đi bộ xuyên rừng nguyên sinh. Để có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của những đảo đá vôi cũng như khung cảnh hùng vĩ nên thơ của Vịnh Lan Hạ, hãy di chuyển bằng thuyền kayak. Chèo thuyền kayak ở Vịnh Hạ Long được đánh giá là một trong 25 điểm chèo thuyền kayak tốt nhất thế giới. Trong đó, quanh khu vực Hang Rơi hay bãi Vạn Bội, Vạn Hà đặc biệt hấp dẫn nhờ những dải san hô nhiều màu sắc và sống động như thế này. Khám phá vịnh bằng thuyền kayak chắc chắn sẽ mang đến những góc nhìn và cảm xúc mới mẻ cho bạn.